xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duyên Vừa Đưa Ti. Ngày hôm nay Duyên xin gửi đến mọi người những thông tin ban đầu về dự án The Middle Bình Chánh của chủ đầu tư Gamoda Land. Đây là dự án thứ hai của Gamoda ở khu vực phía tây thành phố Hồ Chí Minh sau dự án Celadon City Tân Phú. Phải nói là trong vòng 2 năm gần đây, Gamoda đang phát triển rất là mạnh mẽ khi liên tục MMA dự án mới như là Elysian, Itumbak, v.v. Dự án The Middle thực chất là dự án khu dân cư gia phú trước đây, có quy mô là 5 hectare, gồm 212 căn nhà thấp tầng tại vị trí giao nhau của Trần Văn Dầu, hay còn gọi là tỉnh Lộ 10 và đường Vĩnh Lộc. Trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy là dự án đang được bao bọc bởi một con kênh T15B. Pháp lý của dự án có thể nói là đã đầy đủ khi đã có giấy phép xây dựng và giấy phép mở bán. Đây là điểm sáng vì ở Bình Chánh hiện tại là nguồn cung dự án nhà liền thổ cũng khá là khan hiếm, nhưng lại có một dự án của chủ đầu tư nước ngoài uy tín lại đầy đủ pháp lý cho ra bắt thị trường. Điểm nhấn của dự án là công viên trung tâm có diện tích hơn 4.000 m2 nằm dọc theo con kênh T15B, được Gamoda thiết kế thành hai khu. Khu dành cho các hoạt động mạnh như là sân bóng rổ, sân chơi trẻ em, sân tập gym, v.v. Một bên vườn sẽ dành cho các hoạt động nhẹ hơn như các trò BBQ, vườn thảo mộc. Ngoài ra, giữa các dãy nhà sẽ được thiết kế các khu vườn nội khu được chăm chút thiết kế cảnh quan để trở thành là nơi giao thoa kết nối cộng đồng. 212 căn The Middle chia thành 4 loại sản phẩm, trong đó 3 loại nhà phố và 16 căn biệt thự, được xây dựng với kết cấu là 1 trệt, 2 lầu và 1 tum. Dĩ nhiên là vị trí của 16 căn biệt thự này sẽ đẹp nhất khi nằm đối diện công viên trung tâm của dự án. Bên cạnh yếu tố biophilic đem màu xanh vào trong nhà đã quá quen thuộc đối với các dự án Gamoda phát triển, thì tại The Middle sẽ có một điểm đặc biệt, đó là facade bên ngoài sẽ được thiết kế là bằng gạch bông gió, bằng đất nung, một yếu tố trang trí có thể nói là vừa truyền thống nè, vừa tạo nét đặc trưng riêng, lại vừa giúp cho thông gió và đem ánh sáng vào trong nhà. Mời mọi người cùng Duyên xem một số mẫu nhà tại dự án nha. Có thể nói năm 2024 là năm rất là nhiều dự án ở tỉnh miền Tây, mà cụ thể là ở Long An, đang rất là sốt, thì ngay ở Bình Chánh, một huyện của thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhiều yếu tố tiềm năng để lên thành phố, lại có một dự án nhà liền thổ được chủ đầu tư top 3 chủ đầu tư nước ngoài là Gamoda Land phát triển và giới thiệu ra thị trường, với mức giá rất là hợp lý, chỉ từ 80 triệu trên một mét vuông đất. Sắp tới thì Duyên sẽ ra thêm nhiều video review chi tiết sâu hơn về The Middle. Hiện tại ở dự án thì đã có sa bàn và sale gallery, khách hàng có thể đến tham quan. Anh chị cần thêm thông tin và muốn tham quan dự án có thể liên hệ với Mỹ Duyên nhé. Duyên xin cảm ơn và hẹn gặp lại.